Thân chào anh em, chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình nha anh em. Thì trên bàn mình hiện giờ đây đo đây là một đống bùi nhùi. Không phải đâu nha, đây là một cái đống vừa có cụ sạc và vừa có dây sạc. Nói chung là rất là nhiều loại ha. Mình mua dây chai với giá là 20k nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiến hành test, phân loại và làm một số công việc. Coi coi cái đống bùi nhùi này nó có cái công dụng gì ha trong cái cuộc sống của mình không nha anh em. Và bây giờ là mình làm clip lại để chia sẻ với anh em, để mọi người cùng tham khảo ha. Thì tình cờ mình mua được cái này thôi, không có tình cờ đâu, mà mình có dặn mấy cái người mà quen của mình đó, khi mà có đồ này thì bán cho mình thì họ bán lại như bao nhiêu đây ha. Thì trong này nó có một cái, đây là có một cái củ sạc nè, mình thấy nè, đây là cái củ sạc, mình thấy đó là 24V, biết làm giống gì nữa, 24V 2000mA 24V ha. Thì mình sẽ có lấy cái ra một cái đồng hồ ha, lấy cái đồng hồ mình đo. Đầu tiên mình sẽ đo các cái củ sạc trước ha, coi coi nó còn xài được hay là không. Bây giờ mình sẽ đi từ cái này ha anh em. Từ cái này trước. Đây là cái ổ điện nè, mình sẽ ghim vô. Mình sẽ ghim ổ điện vô. Ở mình đặt quá cái nên cái quạt của mình nó quay nó quá hơi. Đó, rồi mình sẽ đo ha, 24V, cho nên là mình dặn cái này lên 200V, 24V nè. Mình sẽ đo nè, ở ngoài này á, ở cái này đó là cái cực âm nha, ở ngoài này âm nè, cho nên mình để đen nè, cực dương trong nè, nó nhảy lên 25V luôn rồi nè, thấy chưa, nó nhảy lên 25V luôn rồi. Như vậy là cục này còn xài được nha, chỉ cục này thôi là mình đã đủ vốn rồi nghe nè, dư vốn luôn nha. Còn cái đầu ra của nó thì bao nhiêu ampere thì cái dòng của nó thì mình chưa biết, nhưng mà cái cục này không là mình đã dư vốn rồi ha. 20k thì nó quá hời cho một cái cục mà sạc như thế này, mà 20k thì mình cảm thấy là quá hời, quá ngon lành cho cái cục này. 24V rồi, mình sẽ là đặt nó em nó, cái này chưa đâu, cái này mình sẽ còn đo dài, cho nên mình sẽ để nó ở vị trí trung tâm ha. Còn mình sẽ để mấy này qua đây, từ từ một cục để đây sẽ sắp theo hàng ha. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ test cái cục này. Cái cục này thì nó đứt rồi, 12V 1.5A, 12V 1.5A adapter đàng hoàng nha. Điện dòng điện vào là 100-240V. Như vậy là các bạn hỏi chứ mình mua mấy cục này làm cái gì ha, mình xin trả lời luôn. Ở nhà mình nếu như mình có mà mấy cái cục wifi đó, hoặc là mình những cái thiết bị điện 12V nó quạt rồi đó, thì mình cần những cái cục biến điện này nè. Cục này gọi là cục biến điện từ 220 xuống còn 12V ha, cục hạ thế nè. Thì nó rất là quan trọng ha, nhiều trường hợp lắm. Ngay cả ở nhà mình nó có một cái micro không dây á, nó có một cái đầu thu mà nó bị hư cái nguồn điện rồi, mình lấy 12V là mình gắn vô mình xài được luôn nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vô đây. Sẽ test thử coi nó còn xài được không nha. Còn xài được thì mình sẽ đo đại nó đi, không biết nào là âm nào dương. Nó lên này 12.2V nha. 12.2V nha. Đó, đây nè. Này vậy là này ấy rồi, 12.2V nè. Như vậy là cái thằng dương là cái thằng dây dài nè, mình sẽ đó là tiến hành mình cuột dây này lại chút xíu nha. Đó, như vậy là cái này là cái đầu dương nè, đầu này âm. Mình sẽ khi mình nó nổ điện luôn nè ha, anh em thấy nè. Nó nổ điện luôn á. Như vậy là cái cục sạc này còn tốt nha nè. Còn xài được mà đứt dây thuốc rồi. Đó, mình mua trên thị trường cái cục này không á, cũng giá nó cũng cao đó, nó cũng vài chục ngàn chứ không phải đâu. Dây chai thì người ta dục luyện vậy đó, hai viên cục nha. Rồi tiếp theo tới cái củ sạc nào, này củ sạc này đi, củ sạc này cái đầu gì vậy? Cái đầu này và cái củ sạc này thì đâu thông số đâu, cho anh em xem coi thông số gì. 5V 2A DC 5V 2A, có 5V 2A à. Rồi ghim vô cũng y chang vậy, ghim vô kiểm tra bên ngoài nè, là cực âm nè, cực dương chọt nó vô trong nè, 5V nha. Ấy ngày xưa mình cứ che hoài vậy đó, 5V nha, 5.3 ok, còn xài được luôn. Đó, mua được nhiều cái đồ tốt chưa, 2A lận, cục này tới 2A lận, đã nha.
còn xài được hết chứ không phải nó vậy đó. Đồ dây chai chứ còn xài được đó, chứ không phải là ấy đâu. Tiếp theo, cục này là cái hiệu này là của Motorola nè. Motorola dây dài dữ ta. Dây gì đây? Cái đầu này, đầu gì đây? Dài dữ vậy? Kiểm tra xem coi em ấy ra như thế nào. Rồi, cái đầu của nó là cái đầu cái đầu mà thời ấy, cái đầu này là đầu thai si, không phải thai gì. Rồi, ghim thử coi có hiện tượng gì không. Đừng ru, cái này là mình không có đo được, mình sẽ lấy cái máy nghe nhạc, cái máy đọc giảng chứ. Nó có cái cổng này nè, mà giờ mình ghim thử coi nó vô không. Không vô được anh em ơi, cứ ngắt à. Ghim vô lắc banh luôn á, bỏ luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đó là bỏ đầu này, cái đầu này hư rồi. Đầu này hư rồi. Mình sẽ cắt đi ra luôn, mình sẽ chơi tận tình với ấy luôn, bỏ cái này luôn đi. Cắt đoạn gì đó ha, cắt bỏ nè. Đó. Sau đó mình sẽ đó là lắp nó ra nè. À. Đây, ra dây điện nè ha, bứt dây điện luôn, dây điện tốt à. Dạ. Ôi ôi. Đó, ra nè ha, giờ mình sẽ đo thử coi nó có được gì không nha. Đây. 5,5V nha. Vậy là còn ok nha, 5,5V nha. Đấy. Nhưng mà bây giờ mình coi thử coi cái dòng ga có nó bao nhiêu. Dòng ga nó được mà 2A. Ok, ở cái này nguy hiểm với ta, cái này nó muốn sức rồi nè. Đồ dây chai mà. Rồi thoại nó muốn sức rồi. Số kỹ ra. Dòng ga của nó coi. Trời ơi. Nhà anh em ơi, cái dòng ga của nó nè. 5V 500mA. Ôi. Cái này chắc phức quá. Thôi kệ, tạm thời để nó đi. Cái giải gách nó cũng đỡ đầu móng tay mấy anh em ơi. Còn cái này mình bỏ đi. Không xài nó đâu. Thời đại này ai xài đó nữa. Mấy này bỏ qua bên đi. Tới cái tiếp theo cái này. Cái này là cái một cái adapter 12V 2A. 12V 2A. Nhìn vô coi. Rồi, đo luôn. Dây đỏ nè. Dây đen nè. Rồi, ngon lành nha. Nó đã hiện lên ba con số không tròn chỉnh nha. Chà chà chút rồi có gì. Rồi, không thấy lên luôn rồi. Ăn điện chưa ba? Không thấy gì luôn nha anh em. Rồi. Xác định cục này hỏng. Rồi, vứt được rồi ha. Dục bỏ. Cục này hỏng. Hỏng thì mình tốt để đó. Hỏng thì mình để đây. À. Tiếp theo. Đây thêm một cục nữa. Cục adapter này cái đầu kỳ khôi vậy, cái này cục gì, không ơi. Rồi mình sẽ ghim vào ha, giờ mình coi thông số nó trước coi. Channel test gì tùm lum, adapter AC 12V 1.5A à, 12V 1.5A nha, input đó. Rồi kim vô mấy a kệ mày đi, đây 12,1V nha nè nam, 12,1V nè. Ok ha, được chuẩn đấy em, chuẩn đấy. Còn xài được ngày, hư dục hư để đây đi. Rồi đây cục adapter nữa, đây cục adapter này nó có một cái thông số 24V. Oh my god, lại được một cục 24V nữa, 650mA, có chữ ROD luôn kìa, chuẩn quốc tế luôn kìa. Ừ, mà cục này nhãn hiệu rồi chứ, nhãn hiệu rồi ông nội ơi, chuẩn gì mà chuẩn,
chỉnh hay không đo mới biết nè. À, đang nè, ở ngoài nè. Đó. Ở trong nè. 25V, 21V. Chạy luôn kìa, mới ghê kìa chứ. Chỉnh coi. 25V nha. 25,9V luôn. Chạy bình thường á. Nãy mình quên coi cái dòng ga nó mấy cường độ nó bao nhiêu ampe. 650 thấp. Cái 24V rồi, ok rồi. Hôm nay mua được rất là nhiều cái cục sạc ngon nha. Ngon ngẻ nha. Đây thêm một cục nữa nè. Cục này thì cái chui nó nhỏ nè. Chui hơi bị dơ nha. 9V. Cục sạc 9V nha. Đây là cục sạc 9V chứ không phải là 12V đâu. Có lắm lúc mà kiếm 9V không ra nè. Chà chà, nó mới được, nó quá tốt rồi. À, 9,1V còn chạy anh em ơi. Nè, 8,5 nè, 9, nè. 9,1 nè, đó, được ha, ngon lành nha. Ok. Rồi. Ngon, bây giờ có một cục hư rồi nha, một cục hỏng rồi nha. Đây, cục nữa nè. Cục này là người ta gắn vô có giống gì không biết nữa mà sao mà 9V nữa nè. 9V 0,6A, thấp quá. Cũng chết luôn. Tebelin, nó để chữ Tebelin. Cái cục này là cục có Tebelin. 4V nè. À 9V nè, chạy ra nè, mình đo ngược cực à. Vẫn còn xài được luôn anh em. Có thằng Tebelin. 9V 0,6A, dòng ga thấp quá. Thấp, cũng cậy nó đi. Nó xài được ok à. Cộng này là cộng gì? Cái cộng cáp thì chút xíu nữa mình tính tới đó. Rồi tới đây cái cục này nữa. Cục này thì cái đầu của nó là cái đầu này. Intel, sạc Intel dành cho điện thoại á. Rồi bây giờ cái này sao đo? Không đo được thì mình kiếm cái thiết bị nào đó mình test thôi chứ sao giờ. Mình sẽ lấy cái cục sạc dự phòng mình sạc thử coi. Nếu như nó vào được cục sạc, nếu vào được thì ok. Còn nó không vào được thì nó thì mình cắt bỏ nữa. Chơi gì mới ghê. Ha. Rồi, mình giờ kiếm lấy cục sạc dự phòng coi. Kiếm cục sạc nào dự phòng mình giờ này xong mà hết trơn à. Dục liền đâu hết mấy cục sạc dự phòng của mình à. Đây, sạc dự phòng. Giờ dự phòng này không có tín hiệu. Mình sao mà biết có vào hay là không. Lấy cục sạc này coi anh em. Sạc này coi sạc nó vô không. Rồi đèn nó đâu rồi, đèn báo nó nè. Không thấy, không thấy báo rồi anh em ơi. Nhiều khi đó là cái nó đây, thấy nó có gì nè, có báo không? Chớp chớp cái gì đâu không à? Kiếm cục sạc khác coi, cục sạc dự phòng khác coi. Tức quá đi. Bây giờ mình chơi cái loa nghe nhạc của mình đi, sạc thử coi vô không? Không vô nghe anh em. Không thấy vô à? Không vô. Vô là nó sáng đèn à. Rồi, cái này bỏ nó qua một bên đi. Hư thì để đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ còn mấy cái cọng dây này. Trước mắt là mình có mấy anh sạc này nè. Bây giờ mình sẽ test như thế nào ha. Mình có cách. Đây cũ nữa nè, ba cũ nè. Mình có ba cái cũ sạc. Ba cũ sạc Apple rồi Chikoki gì tùm lum hết trơn nè. Này sao nó bị cong cái cây này luôn à. Biết là xài được không mà thấy nó cong gãy. Ghê quá. Rồi mình sẽ có cái cọng dây của mình đâu. Dây thần thánh của mình đâu rồi. Dây dạng năng của mình. Đây cọng dây này nè. Cọng dây này thì một đầu thì mình có đầu USB. Đầu này thì nó ra hai cái kẹp. Bây giờ cái mình là sẽ ghim vào đây ha. Mình sẽ ghim nó vào cái ổ điện rồi mình sẽ đo cái này thôi.
nó ra điện thì cái cục sạc nó còn xài được không, thôi chỉ đơn giản vậy thôi. Đây, con này nó nhảy dữ thằng ôn ta, này là nó hư chip gì hư gì rồi, nó bị dao động điều hòa rồi, nó bị động kinh, nó giật lia lẹ cho anh kìa. Rồi cho nó về với đất mẹ, giật giúp vứt bỏ liền chứ không có để lâu. Vô sọt cát một cục nha, tiếp theo là cục apple nè, apple vô hình hình chữ nhật đấy, ghim vô. Rồi tiếp tục đo tèn tên tên ơi lớn nè, 5V nè, cục sạc này còn xài được nha. Đó, test thử cái quạt luôn coi nó chạy không. Được rồi, quạt chạy luôn nha anh em, quạt chạy luôn. Đấy, vậy là có dùng ga đàng hoàng. Một cái cục nữa, ngon. Rồi tiếp theo cái thằng này coi, nó hai lỗ lận, chơi hai lỗ luôn, test hai lỗ luôn chứ chơi cái gì. Rồi đây, cô bà phải mấy à, lại lên 4.5, vừa thấp vậy 4.5 vô nè, cạp vô coi này, nó cũng dao động điều hòa, nó bị nhảy cơ tận đi, kỳ khôi ta. Sang lỗ khác rồi nè, nó dao động điều hòa anh em ơi, nó nhảy cờ cờ, nó nhảy quá. Rồi cục này thì mình vẫn nó là quyết định là cho nó vô sò gác ha. Rồi để con dây lên đây đây. Rồi bây giờ mình có mấy cọng dây này, mình cái công dụng nó làm gì, cọng cáp nè. À, cái cọng này là mình cắt ra ha, trong cái mình cắt nó ra ở trong dây chai, mình cắt nó ra. Cọng này mình sẽ nối vô đây ha, mình sẽ nối vô, mình làm một cái cọng dây đó là dây nối nha, dây nối cái nhiều thiết bị lắm nha. Đó một cọng nè, đây một cọng mình sẽ nối vô đây, được hai cọng nè, thấy chưa. Đó rồi những cái cọng cáp này, ví dụ như cái cọng này đi, cái cọng này thì cái đầu này hiện giờ không ai xài hết trơn á, nhưng mà mình xài được cái đầu này ha. Mình sẽ cắt bỏ, bây giờ mình sẽ test thử nè, lấy cái cục sạc hồi nãy nè. À, mình sẽ test thử nào, đợi mình sẽ ghim vô nha. Giờ này ai đâu xài cái đầu mà này nữa. Đây, xài không vậy? Không xài thì mình cắt liền, bỏ luôn. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành đó là cắt ra, mình đo coi cái cọng dây này đúng không? Cọng dây này rất là quan trọng nha, ý rất là có nhiều cái công dụng trong cái đời sống nha. À, mình sẽ tiến hành làm quạt đồ nè, các cái dụng cụ thiết bị điện 5V nè, mình sẽ có được một cái cộng dây nguồn quá tư là ngon ngạnh rồi. Giờ là mấy anh em đợi mình chút xíu, mình tháo cái này ra ha, mình sẽ test thử coi cộng dây này thấy gì chứ. Nhiều khi mình kiếm không ra nha anh em. Ồ, dây đúng là đồ của iPhone mà đồ tốt mà có khác à, tháo ra cũng khó nữa. Ở trong này nó có hai cái cọng dây, một cọng dây màu đỏ với một cọng dây màu xanh, một trắng nữa, ba cọng mà nó mảnh quá, mảnh khảnh nè. Rồi mình sẽ đốt nó mới được, đốt nó coi nó ra sao. Ừ đúng là cái đồ. Rồi cọng dây đỏ này chắc dây dương rồi nè, mình kiếm cọng dây nào âm coi, cọng dây nào là cọng dây âm, ba bốn cọng gì nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đo bằng đồng hồ coi, dặn dây 20V đo cho nó chuẩn chút xíu. Rồi cọng dây đỏ này là mình nghi ngờ đó là cọng dây dương rồi nè, rồi đo coi nào lên 5V này thì nó có 1V, ừ không có V, 2V mấy gì nè. Đây đã phát hiện ra rồi, em ấy là ở ngoài này nè, này thì 2V, này cũng 2V nữa, đó. Này 5V nè, 4V mấy nè, ra là 4V mấy, là ra 4V mấy là ra cái cục sạc á. Như vậy là mình đã xác định được rồi, hai thằng trắng với thằng trắng với thằng xanh này là thằng tào lao, còn lại là cái thằng này nè, thằng cân dây đỏ này
với là cái ở ngoài là cực âm. Đó, cách xác định nó đơn giản vậy đó anh em. Như vậy là chúng ta đã có được một cái cộng dây nguồn 5V đã nha, nguồn USB. Cái loại này nó tốt bà cố luôn á. Tốt lắm á, chứ không phải là đồ chơi đâu. Anh em đừng có ấy nè, bây giờ mình sẽ đo lại cho anh em xem nè. Mình đã được cái cộng dây nè. Đó. Rồi, đo nè, đầu này là chiều này là cực dương nè. Cực âm là cực dương nè, đó, 4,6 người ha. Con lành chưa? Đó. Như vậy là mình lấy cái cộng dây này nè, mình để dành mình xài cho các thiết bị mà nào mà 5V đó anh em. Cái này thấy nó xịn ghê luôn á trời. Ok, rồi để đây. Rồi tiếp theo, đây mình sẽ có một cái hồi mấy cái này mình khỏi test đi anh em ơi. Thời gian qua nó dài quá. Cái clip mình quá dài à. Thì clip mình xin tạm dừng đây. Còn một số cộng dây này thì cũng có công dụng nhưng mà không có nhiều trong cái cái quá trình làm đâu ha. Thì mình sẽ xin tạm dừng clip ở đây. Mình mong rằng những gì mình chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho anh em có nhiều cái kiến thức bổ ích cũng như là nhiều điều thú vị khi mà xem clip của mình ha. Nếu như cảm thấy hay thì anh em hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh, mình xin chân thành cảm ơn. Và đó cũng là động lực để giúp mình đó là làm nhiều clip hay hơn trong tương lai ha. Rồi bây giờ mình xin thân chào và hẹn gặp lại anh em trong những lần làm clip tiếp theo ha. Bye bye.